Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại xã Nậm Chày, huyện Văn Bản. Bảo Thắng thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường hợp tác phát triển giữa Lào Cai với các tỉnh dọc sông Hồng. Trong phần tin trong nước và quốc tế, Hải Dương đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều. Nỗ lực duy trì viện trợ nhân đạo tại Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, chiều tối ngày 30 tháng 5, trên địa bàn xã Nậm Chày, huyện Văn Bản xảy ra mưa lớn, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân. Hai anh em ruột trong một gia đình đã bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân, xã và người dân tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối và trên địa bàn vẫn có mưa to, nên công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 31 tháng 5, các lực lượng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, thi thể của nạn nhân thứ hai cũng được tìm thấy. Cách điểm lũ cuốn khoảng 3,5 km về phía hạ lưu. Sáng nay, lãnh đạo huyện Văn Bàn đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi gia đình có người bị nạn. Các cơ quan chức năng huyện Văn Bàn tiếp tục công tác thống kê thiệt hại và có phương án hỗ trợ khắc phục kịp thời. Chiều ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát tổ chức họp nghe báo cáo và đề xuất danh mục đầu tư hạ tầng phục vụ công tác quản lý, thu phí di tích đường đá cổ Pa Vi, xã Sàng Ba Sào. Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn trình bày công tác khảo sát và lập danh mục đầu tư đường đá cổ Pa Vi. Các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến góp ý, tập trung vào một số nội dung như nâng cấp tuyến đường vào di tích, xây dựng bãi đỗ xe, điểm thu phí, trạm dừng nghỉ, nghiên cứu kỹ phương án bảo tồn nhà trạm pháp, điểm check-in cần đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Theo kế hoạch, các phương án danh mục đề xuất hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 để báo cáo huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện, trình hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuyến đường đá cổ Pa Vi được người Pháp khảo sát và xây dựng từ những năm 20 của thế kỷ trước để vận chuyển lương thực, nông sản giữa các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam. Tuyến đường dài khoảng 20 km nối từ thôn Nhiều Cột San, xã Sàng Ma Sáu đến thôn Sàng Ma Pho, xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Những năm gần đây, tuyến đường đá cổ Pa Vi trở thành một trong những hành trình khám phá thiên nhiên được nhiều người lựa chọn. Ngày 8 tháng 12 năm 2023, đường đá cổ Pa Vi được tỉnh Lào Cai công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Huyện Bảo Thắng đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương. Bảo Thắng hiện có 260 cơ sở sản xuất chế biến lương thực thực phẩm, 130 cơ sở chế biến lâm sản, 2 nhà máy chế biến chè và 5 nhà máy chế biến tinh dầu quế. Riêng khu công nghiệp Tàng Lỏng đã thu hút 21 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh với 19 nhà máy đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Để thu hút các nguồn lực đầu tư, huyện ưu tiên các dự án nhà đầu tư chiến lược gắn với phát huy tối đa tiềm năng lợi thế cạnh tranh của địa phương như các dự án phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, khai khoáng, du lịch, đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Thưa quý vị, trục kinh tế động lực dọc sông Hồng đang được tỉnh Lào Cai tập trung xây dựng cơ chế chính sách và ưu tiên nguồn lực thực hiện. Mục tiêu là tăng cường kết nối vùng, liên vùng và cả nước với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Trong đó, hợp tác giữa các tỉnh dọc tuyến sông Hồng cần được đẩy mạnh, hình thành chuỗi liên kết, tạo không gian phát triển mới. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức sự kiện, tỉnh Lào Cai đã tăng cường hợp tác với các địa phương trong lưu vực sông Hồng. Trước mắt là khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch thế mạnh. Tuy nhiên, sự hợp tác mới chỉ dừng lại ở một đến hai địa phương, chưa tạo ra chuỗi liên kết giữa các tỉnh dọc con sông huyết mạch này. Bởi vậy, nếu các địa phương cùng bắt tay, sẽ tạo ra cú hích rất lớn để du lịch tạo sự đột phá. Các tỉnh sẽ có thể bắt tay nhau để triển khai xây dựng những cái sản phẩm du lịch đặc sắc. Với Lào Cai thì chúng tôi đang đề xuất 3 cái sản phẩm du lịch có thể triển khai được. Một là sản phẩm du lịch tâm linh giữa các tỉnh dọc sông Hồng. Hai là du lịch kết nối núi với biển.
tôi nghĩ rằng sẽ hiệu quả. Cái thứ ba nữa là cái sản phẩm du lịch liên kết để quảng bá, giới thiệu những cái văn hóa đặc trưng của từng tỉnh, từng vùng miền một. Ngoài du lịch, chín tỉnh dọc sông Hồng có rất nhiều dư địa để hợp tác phát triển kinh tế, nổi bật là các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, logistics, công nghiệp thương mại, hệ sinh thái khởi nghiệp. Tuy nhiên, sự liên kết vùng hiện nay còn hạn chế do thiếu thể chế chính sách đặc thù, hạ tầng chưa được quan tâm đầu tư. Liên kết về kết cấu hạ tầng giao thông thì tôi nghĩ cái đấy thì chắc là cần phải các tỉnh phải đầu tư hoặc là liên kết nhiều hơn nữa và có các cái chủ trương hoặc là các cái chính sách từ trung ương. Và một cái khía cạnh nữa chính là cái khía cạnh về khoa học công nghệ. Hiện tại thì chúng ta thấy chính cái khoa học công nghệ chính là những cái mà chúng ta, nó là một cái lợi thế. Tức là chúng ta nếu mà đầu tư cái khoa học công nghệ chính là những cái mà nó rút ngắn cái khoảng cách phát triển. Theo quy hoạch, trục kinh tế động lực dọc sông Hồng kết nối với 9 tỉnh, thành phố, khu vực hạ lưu, trùng với hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Các chuyên gia cho rằng, ngoài động lực liên quan đến vị trí địa lý, con người, hạ tầng, địa chính trị, liên kết quốc tế, các địa phương cần đặc biệt chú trọng động lực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Lào Cai thì vừa rồi trong quy hoạch của tỉnh được phê duyệt thì cũng đã coi động lực về chuyển đổi số và kinh tế số là một trong ba trụ động lực tăng trưởng chính của tỉnh. Hầu hết tất cả các tỉnh trong vùng đồng dọc sông Hồng thì cũng đều coi chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là một trong động lực quan trọng trong giai đoạn sắp tới. Tháng 10 tới đây, Festival Sông Hồng lần đầu tiên được tổ chức tại Lào Cai với rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Sự kiện này sẽ góp phần tăng cường liên kết, giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế, du lịch các tỉnh dọc sông Hồng của Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tiếp theo là những diễn biến về thị trường vàng. Thưa quý vị và các bạn, sau thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng miếng với giá chỉ định cho 4 ngân hàng là Agribank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank để các ngân hàng phân phối cho người dân theo chỉ định của chính phủ, giá vàng SJC hiện đã giảm sâu 3 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Lào Cai, thời điểm hơn 9 giờ sáng nay, giá vàng SJC ở mức 86,3 triệu đồng đến 88,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Giá vàng 4 số 9 ở mức 84,75 triệu đồng một lượng mua vào và 87,5 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nữ trang SJC ở mức 8 triệu 575 nghìn đồng một chỉ, bán ra 8 triệu 830 nghìn đồng một chỉ. Vàng nhẫn tròn 4 số 9 mua vào ở mức 7 triệu 350 nghìn đồng một chỉ và bán ra ở mức 7 triệu 500 nghìn đồng một chỉ. Theo các chuyên gia, vàng sẽ còn giảm mạnh cho đến thứ Hai ngày 3 tháng 6 vì đây được coi là hành động quyết liệt nhất từ Ngân hàng Nhà nước để điều chỉnh cung cầu kèm với thanh tra vàng toàn diện các doanh nghiệp, ngân hàng trong ngành vàng. Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ hai đối tượng cùng hai bánh heroin. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nằm trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh qua địa bàn thành phố Lào Cai. 4 tổ trinh sát được thành lập để phá án. Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 28 tháng 5, các tổ trinh sát làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 23 phường Lào Cai thì phát hiện hai nam giới ngồi hàng ghế sau xe ô tô biển kiểm soát 89A34872 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành áp sát kiểm tra, bắt quả tang hai đối tượng gồm Phạm Văn Chiến, hộ khẩu thường trú thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ và Lương Quang Tuấn, hộ khẩu thường trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, cùng ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một túi ni lông màu đen, bên trong có chứa hai bánh heroin, trọng lượng 695,54 gram. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận ma túy từ một người không rõ tên mang lên Lào Cai để bán kiếm lời. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Trong khi đa phần các hộ dân tại thôn xã lựa chọn trồng cây chuối, cây dứa, chăn nuôi gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế gia đình, thì ông Lê Khánh Tuân, thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương lại chọn hướng chăn nuôi thủy sản để đầu tư phát triển. Được tiếp cận nguồn vốn chính sách, ông Tuân đã đầu tư mô hình ngày càng bài bản, mang lại thu nhập cao và bền vững. Tận dụng lợi thế có nguồn nước sạch, năm 2015, ông Lê Khánh Tuân quyết định đào ao thả cá. Từ vài nghìn mét vuông ban đầu, đến nay diện tích mặt nước nuôi thủy sản của gia đình ông đã lên tới hơn 3,5 hectare.
Ông Tuân xây chia thành các ao nuôi cá các loại khác nhau, tập trung vào một số loại cho năng suất cao, có thị trường tiêu thụ ổn định như cá chấm, cá chép. Xây dựng cái cơ sở vật chất thế này cũng là rất là khó khăn, bữa đầu rất là khó khăn. Cũng may là vốn nhà mình thì có ít, may được hỗ trợ của ngân hàng đã tạo điều kiện cho tôi vay và để đầu tư được một cái cơ sở vật chất như thế này. Với diện tích ao nuôi thủy sản lớn, nguồn nước đảm bảo, đàn cá nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, không bị dịch bệnh. Bình quân mỗi năm gia đình ông Lê Khánh Tuân thu được hơn 20 tấn cá các loại, doanh thu tới 860 triệu đồng trên năm, phát triển thuận lợi. Một phần cũng nhờ gia đình tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của huyện để đầu tư theo hình thức bán công nghiệp, với tổng mức đầu tư lên đến 2,4 tỷ đồng. Cho vay đánh giá thì chúng tôi cũng đánh giá là hộ vay này đã sử dụng vốn vay rất là đúng mục đích. Đấy, hiệu quả kinh tế cao, đem lại cho gia đình kinh tế tốt. Ngay từ ban đầu thì quy mô của gia đình nó cũng không thể lớn được như này, nhưng trong quá trình đầu tư thì phát triển thì hộ đã cũng đang phát triển rộng hơn rất là nhiều. Có kinh nghiệm, kiến thức, ông Lê Khánh Tuân cũng thường xuyên chia sẻ với các hộ dân có nhu cầu, nhất là các hộ nghèo để học tập, nhân rộng mô hình. Biết tính toán, làm ăn, ông Lê Khánh Tuân là tấm gương điển hình nông dân năng động, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tại Điều 26 Luật Thanh niên năm 2020 quy định thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được hưởng những chính sách sau đây. Bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật, ưu tiên tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với khả năng và lứa tuổi để phát triển toàn diện, đào tạo tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với lứa tuổi, trang bị kiến thức kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần, bảo đảm các biện pháp hỗ trợ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống an toàn lành mạnh. Bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự theo quy định, ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc gây tổn hại đến thể chất và tinh thần của thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Khuyến khích tổ chức cá nhân phát hiện đào tạo bồi dưỡng năng khiếu cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Chính phủ quy định cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Tiếp theo chương trình, tái diễn tình trạng san hô tại Côn Đảo bị chết, tẩy trắng hàng loạt, nghi do nước biển tầng đáy nóng lên bởi El Nino. Robot đổ bộ hội nghị thượng đỉnh AI toàn cầu. Thành ủy Hà Nội yêu cầu sớm có kết quả điều tra theo quy định để đưa ra xét xử vụ án vi phạm về phòng cháy chữa cháy xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Đây là hai vụ cháy thảm khốc xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong chưa đầy một năm, khiến 70 người tử vong, gồm 56 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân và 14 nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Cầu Giấy. Để giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ, thiệt hại do cháy nổ gây ra, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê, nhà vừa kinh doanh vừa cho thuê. Kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ hộ sản xuất, kinh doanh khắc phục tồn tại hạn chế về phòng cháy chữa cháy, không để phát sinh vi phạm mới và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, nhiều vùng biển ven bờ Côn Đảo đang xảy ra hiện tượng san hô bị tẩy trắng, chết hàng loạt. Phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế của Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tiến hành khảo sát, kiểm tra các dạng san hô ven bờ ở các vùng biển như Vịnh Côn Sơn, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Vịnh Đầm Tre. Quá trình khảo sát bước đầu ghi nhận ước lượng san hô bị tẩy trắng và chết với tỷ lệ khá lớn. Nguyên nhân nghi do đợt El Nino trong tháng 4, tháng 5 vừa qua làm nước biển tầng đáy nóng lên. Hiện tại, nhiệt độ nước tầng đáy của vùng biển Côn Đảo là 32 độ C, cao hơn nhiệt độ sống lý tưởng của san hô. Nếu nhiệt độ nước biển tại các dạng san hô không giảm thì khả năng phục hồi của san hô rất thấp và diện tích san hô chết sẽ rất lớn. Trước đó, hiện tượng san hô chết và bị tẩy trắng đã diễn ra nhiều tại Côn Đảo, nặng nhất là những năm 1998, 2010, 2016. Theo các đơn vị thu mua quả vải tại thị trường Nhật Bản, vụ vải năm nay, lượng vải Thanh Hà tiêu thụ ở đây tăng từ 30 đến 40% so với năm trước.
Ngày 30 tháng 5, một công ty thu mua nông sản thuộc tập đoàn A1 Nhật Bản đã đến tận vườn để kiểm tra và trực tiếp thu mua vải cho bà con Thanh Hà. Đây là đơn vị đã tiêu thụ vải Thanh Hà ở thị trường Nhật Bản từ nhiều năm nay. Sau nhiều năm thu mua vải Thanh Hà, chúng tôi nhận thấy chất lượng vải ở đây ngày càng tốt hơn. Về quy trình chăm sóc, chính quyền địa phương và người dân đã thực hiện rất tốt và cần quản lý chặt chẽ và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật để nâng cao chất lượng quả vải. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương, sản lượng quả vải của tỉnh năm nay giảm khoảng 20.000 tấn so với năm trước. Tuy nhiên, chất lượng tốt hơn, quả vải to đẹp, tất cả những vùng trồng để xuất khẩu đều được cơ quan chức năng kiểm soát, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng trong xuất khẩu. Tất cả những cái diện tích mà có tỷ lệ ra hoa trên 50% thì đều được chỉ đạo để mà và được quy thành những cái vùng trồng tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap để phục vụ cho xuất khẩu đi cái thị trường, các cái thị trường có giá trị rất cao. Năm nay dự kiến thị trường Trung Đông có thể giảm, tại vì vải thiều muộn có cái sản lượng nó giảm sâu. Còn vải u hồng chính vụ thì các thị trường Úc, thị trường Mỹ, thị trường Nhật Bản thì vẫn giữ được đà tăng trưởng được. Ngay từ đầu năm, tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại để xuất khẩu vải ra nhiều thị trường như Mỹ, Úc, châu Âu, Nhật Bản. Đẩy mạnh xuất khẩu là một trong những hướng đi nhằm nâng cao chất lượng và giá trị quả vải Thanh Hà. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tại dải Gaza, tình hình xung đột leo thang đang khiến cho các nỗ lực viện trợ gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các nước vẫn đang cố gắng duy trì các hoạt động đưa hàng hóa tới khu vực này cho người dân. Người phát ngôn chính phủ Cộng hòa Síp hôm qua cho biết, hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân ở dải Gaza thông qua đường biển sẽ vẫn duy trì, mặc dù cầu tàu của Mỹ được sử dụng cho hoạt động chuyển hàng viện trợ đến dải Gaza đã phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị gãy một đoạn. Hàng viện trợ nhân đạo từ Cộng hòa Síp sẽ được tạm thời lưu trữ trong kho nổi ở ngoài khơi Gaza cho đến khi sửa chữa xong cầu tàu, dự kiến kéo dài trong vài ngày. Trong khi đó, quân đội Israel đã cho gỡ lệnh cấm bán thực phẩm từ nước này tới dải Gaza và khu vực bờ Tây. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI năm 2024 đang diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, hàng loạt sản phẩm robot được mang đến đây đang hé lộ phần nào về một tương lai nơi công nghệ AI có thể hỗ trợ và thậm chí thay đổi cuộc sống hàng ngày của con người. Chân giả có độ linh hoạt cao, các thiết bị hỗ trợ người khiếm thị đi lại được trên phố hay thú nuôi nhân tạo để làm bạn đồng hành với con người chỉ là một vài trong số rất nhiều công nghệ sáng tạo được mang đến hội nghị lần này. Theo những người tham gia hội nghị, đây là một nền tảng để thử nghiệm các thuật toán để sau đó có thể triển khai chúng trong đời sống. Hội nghị về AI được tổ chức ở Thụy Sĩ nhằm tạo cơ sở để AI tham gia giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới như biến đổi khí hậu, bệnh tật và nạn đói. Việc đảm bảo an toàn của con trẻ khi lên xe buýt đến trường không chỉ là nỗi lo của phụ huynh học sinh, mà đây là vấn đề cần được các công ty dịch vụ xe buýt, giáo viên và người phụ trách trên chuyến xe thực sự phải lưu tâm. Tại Mỹ, để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngoài công tác đào tạo nhân lực, các xe buýt chở học sinh phải lắp đặt hệ thống cảnh báo an toàn trẻ em. Khi động cơ được ngắt, tài xế phải đi xuống cuối xe để tắt thiết bị, nếu không còi sẽ vang lên nhằm cảnh báo mọi người. Tại UAE, xe buýt chở học sinh chỉ được phép chạy đến tốc độ tối đa 80 km/h. Mọi xe đều phải trang bị hệ thống GPS, đặc biệt từ năm 2015. Các nhà cung cấp xe buýt trường học đã lắp đặt hệ thống cảnh báo kiểm tra trẻ ngủ trên xe. Tại Hàn Quốc, hệ thống cảnh báo trẻ ngủ quên cũng được trang bị trên xe buýt chở học sinh ở nước này từ cuối năm 2018. Nhiệt độ bề mặt nước biển ở Ấn Độ Dương đã tăng nhanh hơn 50% so với mức trung bình toàn cầu trong 50 năm qua. Điều này đã dẫn đến hiện tượng tẩy trắng san hô tại Maldives.
Nước biển ở Ấn Độ Dương đã tăng nhanh hơn 50% trong 50 năm qua. Điều này khiến hiện tượng tẩy trắng san hô xuất hiện ngày càng nhiều. Quần thể san hô tại Maldives đang kêu cứu. Theo một chuyên gia sinh vật biển nghiên cứu tại đây, khi nhiệt độ tiếp tục tăng vào mùa hè này, nhiều dạng san hô tiếp tục chết. Giới khoa học và người dân địa phương đang tìm cách khắc phục và bảo tồn các dạng san hô tại đây, vì chúng không những có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái biển mà cả nền kinh tế của Maldives. Các cá thể san hô khỏe mạnh đang được nuôi cấy ở những vùng biển an toàn hơn để phát triển khỏe mạnh. Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 31 tháng 5 năm 2024. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày giảm mây trời nắng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng, gió bắc cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.